Xin chào tất cả mọi người trên kênh guitar của Trần Tùng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Tùng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người mọi nhà. Một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Và trước khi đi vào tập luyện ở lộ trình solo trên bài tập số 8 như thường lệ, Tùng xin được góp vui một tiết mục vui lì xì đầu năm cho mọi người. Với tiết mục ảo thuật này thì Trần Tùng xin chia sẻ đến mọi người là chúng ta mong rằng một năm mới kinh tế phát triển một gấp trăm nghìn lần. Và Tùng có một tờ tiền mệnh giá là 11.000 đồng trên tay như mọi người đã nhìn thấy. Và Tùng sẽ làm ảo thuật và biến tờ tiền này thành một phong bao lì xì. Mọi người nhìn tinh. Và trên phong bao lì xì này thì Tùng xin lấy ra xem mệnh giá nó là bao nhiêu. Đúng như dự định của Trần Tùng, đó là 100.000 đồng. Mọi người nhìn tinh nhé, là 100.000 đồng đó. Vậy chúng ta đã có một năm kinh tế đầy triển vọng và phát triển, và chúng ta lại tiếp tục muốn nhân bản số tiền này lên, thì Trần Tùng lại tiếp tục với tiết mục ảo thuật kế tiếp và gấp tờ tiền lại như thế này. Và Tùng xin được gấp nhỏ tờ tiền này lại, và Tùng lại làm ảo thuật tiếp để cho một năm kinh tế lại tiếp tục nhân phát triển và rất nhiều lần. Và chúng ta lại tiếp tục xem trò ảo thuật của Trần Tùng nó biến ra bao nhiêu tiền. Đó, và Tùng đã biến ra tờ tiền mệnh giá đó là 200.000 đồng. Và 100.000 đồng đã được biến thành 200.000 đồng. Như vậy là kinh tế được phát triển gấp đôi. Vậy mong rằng một năm kinh tế chúng ta phát triển giống như tiết mục ảo thuật của Trần Tùng. Và sau đây Tùng được xin khép lại tiết mục ảo thuật của mình, góp vui, và chúng ta đi vào công việc thường ngày, đó là tập luyện guitar cùng Trần Tùng nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập, và chúng ta đi vào chủ đề chính của bài tập hôm nay. Thì trong bài tập hôm nay chúng ta sẽ đi qua một lộ trình tập luyện trên scale của âm giai trưởng. Và thông qua bài tập này thì chúng ta phải bắt buộc phải thuộc các thế đánh hết trên những giọng trưởng, đó là âm giai trưởng mà chúng ta cần phải trải qua. Thì Tùng sẽ đưa vào 3 trong 1 để anh em nắm được 3 thế đánh của âm giai trưởng trên bài tập số 8 này. Đầu tiên chúng ta phải chinh phục thế đánh đầu tiên mà chúng ta cần phải tập trong bài tập số 8 này, chính là thế đánh của 5 giây scale âm giai trưởng. Tùng sẽ lấy mẫu cho anh em trên thế rê trưởng, sau đó anh em đánh tốt, anh em sẽ đánh trên mi giáng, thậm chí pha mi, pha, pha thang, son, son thang, la, si, đô. Anh em đánh được tất cả các hợp âm trên thế trưởng ở thế 6 giây này. Và khi solo một bản nhạc nào trên giọng trưởng, chúng ta có thể đánh được tất cả các giọng. Đó là thế đánh mà chúng ta cần phải chinh phục đầu tiên trên scale âm giai của thế 5 giây. Thế này khi chúng ta muốn đánh được thì chúng ta phải bấm được hợp âm này. Bấm hợp âm này làm gì? Để nó giữ được các vị trí nốt khi chúng ta cảm nhận nốt và cái scale của thế âm giai. Đó là cái sự chia sẻ của Trần Tùng. Vậy chúng ta bấm hợp âm này thì chúng ta sẽ chinh phục nó như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh vào hợp âm rê trưởng như vậy. Thì khi chúng ta thấy là rê mi fa son la si do rê mi fa son la si si la son fa mi rê do si la son fa mi rê. Đây là âm giai của rê trưởng thế buông. Còn thế chúng ta chặn hết 5 giây này thì chúng ta sẽ bắt đầu phải đánh nốt rê vào nốt gốc của hợp âm này, đó là rê. Ngăn 5, dây 5. Sau đó chúng ta lên vị trí dây số 4, chúng ta đánh vào nốt mi, fa, thăng, son. Sau đó chúng ta ra dây số 3, chúng ta đánh vào nốt la, si, đô. Đô là chúng ta đánh vào dây số 2, đô thăng rồi đó. Đô, rê, mi và fa, son, la, si. Đó, như vậy là fa, thăng, son, la, si. Si la son fa mi re do si la son fa mi re. Là chúng ta hoàn tất thế mà chạy scale của thế 5 giây ở trên ngược cần đàn như vậy. Sau đó chúng ta đảo cái thế này xuống. Thì thế đảo anh em tí nữa sẽ hình thành sau. Đầu tiên chúng ta phải chinh phục thế đầu cần đàn thế này đã. Ở thế này thì anh em cần phải nắm cho Tùng một số các kiểu đánh. Đó là khi chúng ta sử dụng ngón thì chúng ta tập vào ngón út này cho nó khỏe. Rê mi fa son la si do re mi fa son la si. Đó, ngón út này nó sẽ được tập luyện một cách thuần thục. Sau đó nó sẽ khỏe ngón cho anh em trong thế đánh của thế 5 giây này.
Vậy ở thế đánh này, cấu hình Tùng đã đưa lên rồi, các nốt Tùng đã đọc rồi, thì anh em cứ tập theo Trần Tùng và đánh không cần nhanh. Chúng ta chỉ cần nhớ các nốt, vị trí và các gì nhỉ, thế bấm của hợp âm cũng như là tốc độ chúng ta tăng dần nó là được. Re mi fa son la si do, re mi fa son la si, si la son fa mi re do, si la son fa mi re. Khi bấm về chúng ta rải hợp âm một lần để chúng ta cảm nhận thế đánh và chúng ta giữ được thế đánh, không bị mất thế. Đó gọi là cách chia sẻ của Trần Tùng khi chạy âm giang. Sau khi đánh tốt thế này rồi thì chúng ta chuyển động xuống hợp âm này, chúng ta chuyển hợp âm xuống thế bấm này, đó là thế bấm ngăn chặn ở thế ngăn năm. Và chúng ta có dây bát là dây số 5 ở rê trưởng ở thế này. Và chúng ta bắt đầu sử dụng nốt rê mi. Anh em hay bấm rê trưởng như vậy, và Tùng hay bấm như vậy, và Tùng bấm tắt một ngón. Sau đó chúng ta bắt đầu đánh từ nốt rê. Thì ở thế đánh này anh em có thể dùng ngón số 2 đánh rê mi để lấy ngón số 1 đánh vào nốt fa son. Đó. Rê mi fa son la si do, rê mi fa son la si do thăng rê. Rê do si la son fa mi rê do si la son fa mi rê. Ở thế này. Vậy thế này nó giúp cho anh em có tư duy đánh ngược các nốt xuống phía dưới cần đàn. Và bắt đầu chúng ta sử dụng rê là nốt gốc. Sau đó chúng ta đánh vào nốt mi. Anh em có thể đánh ngón 1, 3 cũng được. Rê mi, sau đó chúng ta chuyển ngón 1 lên đây, chúng ta đánh vào nốt fa thăng. Đánh vào nốt son là chúng ta đánh vào 1, 2, 4 ở ngón tay đó. Fa son la, sau đó chúng ta đánh si đô thăng rê. Thì nó ăn với ngón 1, ngón 3, ngón 4. Sau đó chúng ta chuyển sang dây số 2, chúng ta đánh vào mi fa thăng. Mi fa son tương ứng với ngón 1, ngón 3, ngón 4. Sau đó chúng ta xuống la si, cũng ngón 1, ngón 3 và ngón 4. La si đô thăng. Sau đó chúng ta kéo nửa cung xuống để lấy nốt rê. Đánh chậm, chắc, rõ nốt là được. Sau đó dần dần khi chúng ta giỏi rồi thì chúng ta hình thành dần và chúng ta đánh nhanh lên một chút. Khi hình thành được các thế bấm của scale thế thứ hai của scale âm giai trưởng này rồi thì ở thế rê trưởng này chúng ta cũng có thể dịch lên đô. Chúng ta không phải học âm giai của scale đô nữa. Ta có thể sử dụng được đô hoặc là thậm chí si giáng, si trưởng vân vân. Ví dụ si trưởng thì chúng ta đánh vào nốt si. Đó, si. Tương tự như thế anh em có thể đánh được rê thăng mi, mi thăng mi fa son la, anh em đánh được hết. Ví dụ xuống mi trưởng thì anh em vẫn giữ cái nốt này. Anh em đang tưởng tượng đây là rê là được. Đó. Là anh em sử dụng được hết cái thế vừa rồi Tùng chia sẻ nhé. Và anh em thuộc hết cái thế đánh thứ hai, đó là thế đánh của scale âm giai trưởng, thế Tùng gọi là thế âm giai trưởng 5 giây số 2. Sau đó chúng ta tiếp tục chinh phục một cái thế đánh của âm giai trưởng không thể bỏ qua, đó là thế của 6 giây. Và Tùng vẫn lấy âm của rê trưởng để làm mẫu. Và Tùng dịch xuống cái rê trưởng này ở xuống ngăn 10. Và Tùng sẽ có nốt rê, mi, fa, son, la, si, đô. Rê, mi, fa, son, la, si, đô, rê, mi, fa. Ở cái thế này thì thế này Tùng gọi nó là thế 6 giây. Vậy khi chúng ta liên kết được thế này rồi thì cái cấu hình mà Tùng đưa lên màn hình, em nhìn vào, anh em thấy không? Như vậy thì trên màn hình anh em sẽ thấy là gì, thế bấm của hợp âm rê trưởng. Và các nốt sẽ đánh như sau: rê, mi. Sau đó chúng ta đưa ngón số 1 ra đánh vào fa son la, si đô thăng rê, mi fa son la, si đô rê mi fa. Đó. Fa mi rê đô si la
ngày chúng ta tập với nó như vậy, chính xác các vị trí nốt, sau đó chúng ta tập tăng tốc độ dần. Đó. Đánh như vậy nó giúp chúng ta quen các nốt, quen các chặng đường đi và gì, nghe được cái âm của nó và chúng ta cảm nó dần. Khi chúng ta cảm được rồi, chúng ta hình thành được rồi thì chúng ta bắt đầu là liên kết lại cho tùng ở ba thế và chúng ta bắt đầu tập từ rê trên này cái nào. Kết thúc bài tập thì trong lộ trình của bài tập này, Tùng chỉ cần yêu cầu anh em nhớ được va cái vị trí đánh của scale âm giai trưởng là được. Khi anh em thuộc được ba thế đánh rồi thì anh em chấp hết tất cả hợp âm. Ví dụ anh em muốn đánh một cái âm giai của son, anh em lên đây, anh em nhấc cái đô rê vừa rồi để lên đây, anh em đánh, anh em không phải tập được. Xuống hợp âm la trưởng, anh em cũng không phải học nữa. Bất cứ một hợp âm nào thì anh em không phải ngại khi chúng ta sử dụng trên ba thế đánh vừa rồi Tùng chia sẻ. Khi chúng ta cảm nhận được nó, chúng ta hiểu được nó thì chúng ta sẽ làm được những cái điều mà Tùng muốn chia sẻ ở bài tập số 8 này. Bài tập số 8 là mục đích chính là chúng ta hình thành các giai điệu về scale của âm giai trưởng, cấu tạo của âm giai trưởng và các ba thế đánh của âm giai trưởng mà chúng ta cần phải nắm bắt. Sau khi nắm tắt được cái ý đồ mà chúng ta tập luyện rồi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu hình thành nó và chúng ta nhớ được các vị trí nó. Ví dụ trên rê đấy thì chúng ta nhớ đây, rê đây chúng ta nhớ đây, rê đây chúng ta nhớ đây, và chúng ta nhớ được ba thế đánh của hợp âm trên cần đàn luôn. Và chúng ta tập với nó, ví dụ khi solo nó sẽ liên quan đến cái độ cao thấp của giai điệu. Ví dụ như vậy, Tùng bây giờ là đi ta đi đi da đi đi da đi ta đi 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 ta đi da đi 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 là chúng ta có thể đánh được một cái bài này rồi. Và chúng ta khi Tùng solo một bản này thì anh em thấy cái điều gì nhỉ? Các nốt chỉ quanh quẩn ở các thế đánh là thấy chưa? Anh em thấy và Tùng đang đứng đây, Tùng khẩy mấy nốt này nó ra cái giai điệu của một bản nhạc Carpenter hát. Ta re đi da đi đi da đi ta re đi 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 da đi da đi 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 đi. Anh em thấy không? Rất là dễ khi chúng ta solo bất cứ một cái bản nhạc nào và chỉ đứng những cái nốt giai điệu 1-3-5 triad chủ lực của nó, chúng ta có thể solo hàng nghìn bài hát trên giọng trưởng ở thế này. Ví dụ cái bài này người ta không hát trên rê, người ta hát trên mi, trên fa, trên sol là anh em sử dụng được hết. Ví dụ số fa anh em cũng đánh vậy thôi. Thì nó vẫn nằm ở cái thế đánh mà chúng ta cần kiểm soát nó. Chúng ta đang dịch rê xuống thôi. Đó là cái tác dụng của nó sau này trong kỹ thuật solo. Vậy anh em sẽ thấy cái điều solo gì? Solo là một cái gì đó trong cái âm giai mà chúng ta đã thuộc nó, rồi chúng ta tập trải nghiệm cho nó, chúng ta đưa nó ra để ứng dụng và thực hành mà thôi. Ví dụ cái nốt nó đều nằm đây. Khi anh em solo một cái bản nhạc nào ví dụ là tăng 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 anh em thấy không? Đều nằm trong cái triad mà Tùng mới sử dụng. Cái triad đầu tiên Tùng đã solo được bài nào Tùng thích là Tùng solo được. Thank you.
những cái điều mà những cái nốt tưởng chừng đơn giản, nhưng sau này nó sẽ giúp cho anh em đọc được tất cả các nốt, các giai điệu khi chúng ta cần solo nó, và chúng ta solo bất cứ một bài nào. Ta đi 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 đi, ta đi 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 đi. Một ngày kia anh đi xa không phải ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 đi 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 đi. Bài nào nó cũng vậy thôi. Khi anh em hình thành được cái giai điệu và cái thế đánh thì chúng ta sẽ solo thích bản đó, thích solo trên thế nào thì chúng ta solo. Nhưng có những bản nó phải liên quan đến các thế đánh. Ví dụ những cái nốt giai điệu nó lên cao, những cái cao trào lên cao thì chúng ta phải sử dụng những cái quả của thế đánh số 2. Đó là của thế này. Sau khi thế đánh này tốt rồi thì nó có những bài nó phải liên quan đến các thế đánh của thế đánh số 3. Đó là 6 giây. Chúng ta phải sử dụng những cái thế của 6 giây để chúng ta liên kết nó lại. Đó là cái mà sau này anh em sẽ hiểu được cái bài tập của Trần Tùng chia sẻ cho anh em. Vậy bài tập này Tùng chỉ dừng lại ở đây và yêu cầu anh em tập luyện tốt 3 thế đánh và chúng ta đi tới đi lui thật tốt. Đó, rê, rê, rê. Hoặc là thuộc được 3 thế đánh tốt và chúng ta cảm nhận được 3 thế đánh của scale của âm giai trưởng thì chúng ta chấp hết tất cả các hợp âm. Hợp âm nào chúng ta cũng có thể đánh được âm giai luôn. Đó, rất là nhanh chóng khi chúng ta thuộc 3 thế đánh này. Khi người ta nói là anh ơi chơi cho tôi một scale của âm giai pha trưởng, son trưởng, la trưởng. Ví dụ la trưởng đi, la này. Chúng ta sử dụng ngay cái la của 6 giây. Xuống đây chúng ta có thể sử dụng thế 5 giây. Là thế này đúng anh em. Đấy chứ. Đi đa đi đi đa đi đa đi đi đa đi 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 đa đi đi đây đi đa đi đa đi đi. Chúng ta có thể sử dụng được thế 5 giây. Là thế này. À, thế 4 giây, 5 giây, 6 giây chúng ta liên kết lại được thì chúng ta có thể bất cứ một hợp âm nào chúng ta cũng thuộc âm giai và chúng ta đánh được luôn. Đó, và chúng ta cảm nhận được nó, và bất cứ một bài hát nào chúng ta có thể đánh được trên nhiều tông khác nhau. Đó là cái sự lợi hại của scale âm giai mà anh em cần thuộc cho Tùng 3 cấu hình. Rồi, Tùng xin dừng clip tại đây và chúc anh em cảm nhận được 3 thế đánh trong bài tập số 8 này của scale âm giai trưởng, và tiếp tục cùng đồng hành Trần Tùng ở bài tập số 9 phía trước nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.